ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2021 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Thí điểm thu thuế cho thuê căn hộ, nhà chung cư. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm gần 90.000 m2 văn phòng hạng A. Đề xuất đầu tư sớm cao tốc Buôn Ma Thuột, Nha Trang. Hòa Phát muốn làm 2 dự án bất động sản tại Cần Thơ. Bắc Giang, thị trấn kép sẽ có khu đô thị rộng 158 ha. Lạng Sơn chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp 600 ha. Ninh Thuận sẽ xây 32.000 căn nhà trong 5 năm tới. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thí điểm thu thuế người cho thuê căn hộ, văn phòng, diện tích mặt bằng kinh doanh trong nhà chung cư. Đây là một trong những chuyên đề nhằm tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách năm 2021. Các chung cư được thí điểm tại quận 11 bao gồm chung cư Res 11 205 Lạc Long Quân, khu nhà ở thương mại Thuận Việt 319 Lý Thường Kiệt, cao ốc Bảo Gia 184 Lê Đại Hành, chung cư 70 Lữ Gia, cao ốc Khải Hoàn 624 Lạc Long Quân, cùng chung cư The Ibrick 968 đường 3 tháng 2. Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với ban quản trị chung cư để thu thập danh sách các hộ cho thuê căn hộ, các hộ trực tiếp kinh doanh tại chung cư, đồng thời phối hợp với công an quản lý địa bàn rà soát danh sách khai báo tạm trú tạm vắng, danh sách có đăng ký thường trú để tuyên truyền cho các chủ căn hộ có biến động về khai báo tạm trú để tự khai thuế, nộp thuế cho thuê nhà, căn hộ. Những cá nhân tổ chức cho thuê căn hộ, nhà ở, văn phòng trong chung cư sẽ được hướng dẫn kê khai và nộp thuế điện tử. Không riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế Hà Nội cũng vừa chỉ đạo các chi cục tăng cường rà soát, quản lý các hộ cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú. Bên cạnh việc tuyên truyền, các chi cục thuế sẽ cùng với chính quyền địa phương quản lý chặt hơn việc lưu trú và quản lý thuế. Thưa quý vị, nằm trong quy hoạch tổng thể của dự án khu phức hợp Grand Marina, The Sun Tower chuẩn bị khởi công tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp gần 90.000 m2 văn phòng hạng A, đồng thời đặt mục tiêu thuộc top 3 các tòa nhà văn phòng thương mại có quy mô lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến hoàn thành vào năm 2023. The Sun Tower nằm bên bờ sông Sài Gòn tại góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh và kết nối trực tiếp với ga tàu Ba Son. Theo Masteri Homes, đơn vị phát triển dự án khu phức hợp Grand Marina, The Sun Tower sẽ có tổng diện tích sàn trên 106.000 m2, bao gồm diện tích văn phòng hạng A và diện tích thương mại cao cấp. Bên cạnh diện tích văn phòng, The Sun Tower còn sở hữu gần 20.000 m2 diện tích thương mại cao cấp, sẽ thu hút những thương hiệu hàng đầu thế giới và các tiện ích mua sắm, giải trí và ăn uống sang trọng, phục vụ cho khối văn phòng cũng như các cư dân căn hộ hàng hiệu của dự án Grand Marina Sài Gòn. Dự án dự kiến khởi công trong tháng 5 2021 và hoàn thành vào năm 2023. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Thủ tướng liên quan đến dự án xây dựng đường cao tốc Buôn Ma Thuột Nha Trang, trong đó đề nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột Nha Trang vào quy hoạch đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050. Theo đó, tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột Đắk Lắk Nha Trang Khánh Hòa có chiều dài 113 km, được đề xuất đầu tư theo quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17m, tốc độ thiết kế 80-120 km/h. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị Thủ tướng đồng ý về việc hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 10.000 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư dự án là 19.500 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại khoảng 9.500 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ cân đối từng ngân sách địa phương và kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp theo hình thức PPP. Hiện tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột Nha Trang đã được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào dự thảo quy hoạch đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050. Mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã được chấp thuận tiến hành khảo sát, nghiên cứu hai dự án khu đô thị thương mại dịch vụ tại các quận Cái Răng và Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, quyết định này không mang ý nghĩa tập đoàn Hòa Phát sẽ là chủ đầu tư dự án. Thời gian khảo sát, nghiên cứu là 6 tháng, kể từ ngày 6 tháng 5 2021.
Mọi chi phí liên quan đến việc khảo sát, nghiên cứu do tập đoàn Hòa Phát tự chi trả. Thành phố Cần Thơ cũng đề nghị, trong quá trình nghiên cứu khảo sát, tập đoàn Hòa Phát không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực được khảo sát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn Hòa Phát tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng có quy mô 88,2 ha, trong đó khu nhà ở là 58,1 ha, diện tích còn lại là trung tâm hội chợ triển lãm. Khu đô thị thương mại dịch vụ thứ hai tại đường Lê Lợi và Trần Văn Khéo thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều có quy mô 6,24 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị mới thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là đô thị dịch vụ tổng hợp, cơ quan hành chính, vui chơi giải trí cấp đô thị và vùng phụ cận. Dự án khu đô thị mới thị trấn Kép ở huyện Lạng Giang có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 158 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người. Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc thị trấn Kép và xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Ranh giới cụ thể như sau: phía bắc giáp đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, phía nam giáp tỉnh lộ 292 và khu dân cư hiện trạng thị trấn Kép, phía đông giáp tuyến đường quốc lộ 1A, phía tây giáp kênh giữa sông Cầu Đồng. Kinh phí lập quy hoạch bằng nguồn vốn tài trợ, thời gian hoàn thành đồ án không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng tỷ lệ 1 trên 5.000. Theo đó, khu công nghiệp Hữu Lũng có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch gần 600 ha thuộc địa giới hành chính của xã Hòa Thắng và xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng. Xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng là nội dung trong hai nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua. Quy định chung xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng, kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư, công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng nhằm tạo quỹ đất mới, mang tính chiến lược, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vị trí của khu đất để sử dụng vào mục đích xây dựng khu công nghiệp, tập trung gồm các ngành nghề công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh, thực hiện công bằng xã hội và ổn định, phát triển thị trường bất động sản, góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư. Thưa quý vị, theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vừa được ban hành, tỉnh này sẽ huy động nguồn vốn xây dựng hơn 32.000 căn nhà trong 5 năm tới. Theo đó, Ninh Thuận sẽ phát triển thêm 32.547 căn nhà, bao gồm nhà ở riêng lẻ chiếm 57,8%, nhà ở thương mại chiếm 6%, hộ nghèo là 22,3%, nhà ở xã hội 7,3%. Nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2050 dự kiến là 9.879 tỷ đồng, trong đó 78,4% cho nhà ở riêng lẻ, 2,9% nhà cho hộ nghèo, 7,2% cho nhà xã hội và 8,3% nhà ở thương mại. Nguồn vốn trên được huy động từ vốn trung ương, ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa, các thành phần kinh tế khác. Ninh Thuận cũng có lưu ý với nhà ở xã hội khi nêu rõ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới không phân biệt quy mô diện tích đất phải dành 20% diện tích đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho loại hình này. Tỉnh đồng thời khuyến khích nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, tăng tỷ lệ diện tích quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và kêu gọi xã hội hóa các dự án này trên địa bàn. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực.
khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị. Công ty cổ phần tập đoàn Hải Long, công ty cổ phần tập đoàn Mic Group Việt Nam và công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn hay có bất cứ thắc mắc nào về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.